chào tất cả các em. Hôm nay chúng ta sẽ cùng xem một bộ phim vô cùng hấp dẫn về các nàng công chúa bốn mùa nhé. Gương kia ngự ở trên tường, thế gian ai đẹp được dường như ta. Đó là các nàng công chúa bốn mùa. Mừng sinh nhật kem thôi. Ôi không, các nàng công chúa đã bị bắt cóc rồi. Belle Vision vẫn thói nào tật nấy, bà ta không muốn bất cứ ai đẹp hơn mình. Wake up! Wake up! Oh my god! Làm sao để thoát ra bây giờ? Lửa không thể mở khóa được. Băng không thể mở khóa. Không thể mở khóa được. Cây không thể mở khóa. Cố lên, đừng bỏ cuộc nhé các cô gái. Hãy hợp sức lại nhé. Đồng ý. Yeah, thành công rồi. Một cây làm chẳng nên non, ba cây chụm lại nên hòn núi cao. Ôi, bộ Belle Vision đã phát hiện. Chìa khóa đây rồi. Chìa khóa đây. Giải cứu thành công. Okay, here we go. Stop. Hello. Vậy là Belle Vision đã bị hạ gục. Ôi, áo quần của các công chúa bẩn hết rồi. Chúng ta cùng làm trang phục mới cho các công chúa nhé. Chị sẽ hướng dẫn các em làm váy cho công chúa băng nhé. Váy của công chúa băng sẽ có màu chủ đạo là màu xanh lam và trắng. Đính những ngôi sao lên đây để phần áo cúp ngực không bị nhàm chán. Đính cả ở phần này nữa nhé. Để làm nổi bật phần tà váy nhé. Các công chúa giờ đây còn xinh đẹp hơn bội phần. Ken thật may mắn vì có bốn cô bạn thật xinh đẹp phải không các em? Ồ, anh trai lửa và chị gái băng. Và em gái lửa băng.
ở nhà trông em cẩn thận nhé. Okay. Ngoan lắm. Bố và mẹ đi đây. Tạm biệt. Yes. Vui quá đi. Ồ, chị Băng định cho em uống sữa sao? Ôi, thì ra là cho gấu bông. Anh Lửa đang nhặt các miếng Lego để xếp thành hình gì đó. Có vẻ như hai anh chị không muốn chơi với em Út. Wow, là một chiếc cổng siêu đẹp. Wow. Em cũng muốn chơi. Ôi không, chiếc cổng đổ tan tành rồi. Con gấu cũng đắp tan tành. Các anh chị sẽ tức giận cho xem. Em Út à, hãy chờ đấy. Hãy xem đây. Ồ, một vòng nữa khiến em Út không thể thoát ra ngoài. Em không thể làm phiền mình nữa. Em Út đang làm gì vậy? Ồ, em Út đã thổi hơi lạnh làm lửa tắt. Một chiếc lồng băng. Ồ, em Út dùng lửa để làm tan băng. Ôi không, em Út ngất rồi. Em ấy sốt rồi, để chị hạ nhiệt cho em nhé. Giờ thì đưa em Út vào nôi thôi. Em ngủ rồi. Xem tivi thôi. Hai anh em xem gì mà cười vui vậy? Ôi, em bé tỉnh nhất rồi. Em bé đi đâu vậy? Ôi không, em bé nhảy ra ngoài cửa sổ đi chơi rồi. Ôi trời ơi, em bé mất tích rồi. Chết rồi, bố mẹ về. Em ơi, em đang ở đâu vậy? Các con ơi, anh sẽ đi tìm em Út. Em giữ chân bố mẹ nhé. Ok. Mong là anh Lửa tìm được em trước khi bố mẹ vào nhà. Trong lúc đó, chị Băng sẽ đóng băng cánh cửa để bố mẹ không thể vào. Không mở được. Anh Lửa vẫn chưa tìm được em sao? À, em Út đang đóng băng cái gì đó. Là một con chó. Đưa em về nhà nhanh lên anh Lửa ơi. Bố phát hiện cánh cửa có vấn đề rồi. Ôi, băng tan rồi. Bố mẹ vào nhà rồi. Ôi may quá. Bố có quà cho các con đây. Váy cho chị Băng được trang trí bằng hai chiếc nơ hai bên cầu vai và cánh tay áo phồng đáng yêu. Phần chân váy dán phồng tạo sự mới lạ. Váy cho em Út với ba tầng lá cũng đáng yêu không kém. Và một bộ đồ thời thượng cho anh Lửa nữa. Ôi, màu xanh của đại dương, thật đẹp phải không các bạn? Em gái Lửa Băng nền váy cũng hai màu xanh đỏ luôn. Bộ đồ của anh Lửa có tông chính là đỏ cam. Tạo chiều sâu cho chiếc váy nào. Thêm các hạt trang trí để tăng phần lấp lánh. Thêm kim tuyến màu đỏ vào. Và các ngôi sao nữa nhé. Rắc kim tuyến cho bộ đồ của anh nữa nào. Xong rồi. Wow, đẹp quá đi thôi. Ủa, có ai đang gõ cửa? Ôi, mái tóc của Raquel bị cháy xoăn hết cả rồi. Ôi không, mẹ phát hiện rồi.